Hầu như mọi phụ nữ đều cảm thấy không hài lòng về hình thể của mình. Đây không còn là điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, những phụ nữ trẻ ngày càng cảm thấy bất an về vẻ ngoài của mình do sự xuất hiện của truyền thông xã hội. Họ luôn cảm thấy thứ gì đó trên cơ thể mình quá to, quá nhỏ, quá ốm, quá béo, quá ngắn, quá dài hoặc quá nhiều. Trên Instagram và những nền tảng mạng xã hội tương tự, những người được đánh giá là đẹp nhất được đánh giá qua lượng like và những biểu tượng cảm xúc. Hàng giờ đồng hồ lướt điện thoại càng làm gia tăng sự so sánh và đánh giá. Các cô gái trẻ có khuynh hướng tập trung vào những gì họ không có và cảm thấy mình không hoàn thiện. Chúng ta không thể thoát khỏi sức mạnh của những hình ảnh. Dĩ nhiên, điều đó sẽ gây ra sự bất an, nhất là đối với những cô gái trẻ. Nó cũng ảnh hưởng đến cả nam giới. Nhưng theo tôi, những bức ảnh trên mạng xã hội khiến cho con người ngày càng cảm thấy mất tự tin vào vẻ ngoài của mình. Trong xã hội chúng ta, bạn chỉ có thể quá ốm hay quá mập mà không bao giờ vừa vặn theo nét riêng của mình. Tôi cảm thấy xinh đẹp theo cách của mình. Giờ đây tôi cảm thấy thoải mái, quyến rũ và cuốn hút. Là phụ nữ không hề dễ dàng chút nào. Áp lực đối với phụ nữ cũng cao hơn bởi cơ thể người phụ nữ luôn là trung tâm trong việc hình thành điểm nổi bật của họ trong hàng thế kỷ qua. Dĩ nhiên đây không phải là hiện tượng hoàn toàn mới, nhưng truyền thông xã hội càng thổi phồng vấn đề về lượng người tương tác. Chúng ta đang phải giải quyết vấn đề này với những người trẻ khi họ vẫn chưa định hình tính cách của mình một cách đầy đủ. Và những vấn đề này có tác động rất lớn đối với họ. Tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt với một vấn đề thực sự và không có giải pháp nào đơn giản. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái về cơ thể mình, tuy nhiên tôi lại rất thích thời trang. Tôi đã từng rất quan tâm đến truyền thông và lý tưởng hóa cái đẹp. Tôi chưa từng nghĩ cơ thể mình đáp ứng với khuôn khổ của vẻ đẹp đó. Khi mọi người so sánh bản thân mình với những tiêu chuẩn này, hầu hết đều không đáp ứng. Họ không nghĩ mình đủ xinh đẹp, không đủ ốm, và không đủ như thế này hoặc không đủ như thế kia. Do toàn bộ sự thổi phồng trên mạng xã hội bắt đầu từ những nền tảng như Instagram, mọi người bắt đầu cho rằng không chỉ có những siêu mẫu phải trông thật xinh đẹp, mà ngay cả các cô gái bình thường cũng phải như vậy. Tôi dùng Instagram để giảm cân và đó là nguồn cảm hứng. Tôi xem rất nhiều ảnh của những người mẫu siêu gầy, thậm chí có cả hashtag Thinspo. Đó là hashtag liên quan đến những bức ảnh do chính những người gầy đăng lên để khuyến khích những người khác giảm cân hơn nữa, luyện tập nhiều hơn nữa và ăn ít hơn. Khi thức dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên tôi làm là ngắm những bức ảnh của người mẫu gầy trên Instagram. Những bức hình đó không chỉ có người mẫu mà còn có cả những cô gái bình thường. Những cô gái bình thường với chứng biến ăn. But they weren't just models, they were also normal girls, just normal girls with anorexia. All these voices singing skinny. All my monsters singing skinny. Got to fit that new bikini.
Mọi người luôn hướng đến sự hoàn hảo và việc có được một hình ảnh lý tưởng có thể trở nên tiêu cực khi tôi có thái độ cưỡng bắt mình. Tôi buộc phải làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Rất nhiều giọng nói vang lên trong cơ thể mình. Nhiều người thậm chí có cảm giác như có kẻ độc tài luôn ngăn hành động của họ. Nó không còn là sự lựa chọn mà là một mệnh lệnh buộc phải làm theo. Rất nhiều người trẻ phản ứng lại bằng sự chán nản. Tiềm thức của họ chứa đầy những thông điệp như thế và chúng ngự trị trong suy nghĩ của họ. Nó giống như một nỗi buồn sâu lắng do họ không thể đạt được mong muốn của mình. Có lần tôi đã trải qua một đêm trên nền nhà tắm và tôi bị lạnh cống, không còn chút sức lực nào, đầu tóc tôi rũ rượi. Khi đó thì việc cảm thấy mình xinh đẹp hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bạn sẽ không cảm thấy tuyệt chỉ bởi bạn thực sự gầy đi. Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ phải trả giá cho việc gầy như thế. Tôi hầu như không ăn gì trong nhiều tháng và chỉ ăn chút ít khi cảm thấy hoa mắt. Đó là khi tôi nhận ra mình không thể làm như thế thêm nữa mà cần phải thay đổi. Tôi phải được điều trị. That's when I realized I couldn't do this anymore. Something had to change. I had to go to therapy. Ich muss was ändern. Ich muss eine Therapie machen. Der Versuch, sich an das Schönheitsideal anzupassen, kann Any attempts to conform to beauty ideals are bound to fail. Khi tiếp xúc với các bệnh nhân của mình, bất cứ nỗ lực nào nhằm hình thành một nét đẹp lý tưởng sắp thất bại. Tôi đều nói với họ rằng nếu hình ảnh bản thân tôi không đúng, tôi không cần phải thay đổi bản thân mình để phù hợp với hình ảnh đó và cần phải làm cho hình ảnh của tôi phù hợp với tính cách của mình. Những cô gái này đều tìm cách làm cho mình phù hợp với hình ảnh bản thân và nếu điều đó thất bại thì đó là do hình ảnh này quá khác xa so với thực tế. Tôi bắt đầu theo dõi những người có ảnh hưởng của phong trào cơ thể tích cực trên mạng xã hội và loại bỏ rất nhiều bản tin trên Instagram về các siêu mẫu. Vai trò của những người mẫu nữ rất quan trọng, nhất là đối với các cô gái trẻ. Câu hỏi ở đây là tôi sẽ chọn người nào? Liệu tôi sẽ chọn những người xinh đẹp và thành công như Beyoncé hay Madonna, những người có vẻ quá xa tầm với, hay tôi sẽ chọn những người mẫu gần gũi với mình hơn? Và ai là người có thể tạo ra nguồn cảm hứng để tôi có thể nhận ra mình thực sự là ai? Now Instagram helps me feel more comfortable with myself. Hiện tại Instagram giúp tôi cảm thấy thoải mái về bản thân mình hơn. Tôi đang theo dõi rất nhiều người có hình thể giống tôi hoặc những người có hình thể ngoại cỡ. Việc theo dõi này giúp tôi nhìn thấy những bức ảnh của họ để thấy được họ đẹp và cuốn hút như thế nào dù có hình thể như tôi. Khi đó nhìn vào gương tôi lại thấy mình xinh đẹp. Mạnh mẽ là hình ảnh mới của những người gầy. Các trung tâm luyện tập nở rộ và không còn là nơi chỉ dành riêng cho nam giới. Mạng Internet kết hợp cùng những người mẫu luyện tập là nữ khuyến khích mọi người cùng đạt được những kết quả tốt nhất. Theo họ, tất cả những gì cần là phương pháp rèn luyện có kiểm soát và kiên quyết. Hầu hết mọi người đang làm rất tốt. Việc tích trữ mỡ được xem là không cuốn hút và đó là chính là tiêu chuẩn của vẻ đẹp. Đối với hầu hết mọi người, cơ thể gầy không phải là bản chất của họ mà là quá trình luyện tập khó khăn, nhất là trước sự cám dỗ của xã hội hiện đại quá đầy đủ, nơi chúng ta có thể tiêu thụ bất kỳ lượng calories nào theo ý thích. Việc giữ được thân hình mảnh dẻ đồng nghĩa với việc nỗ lực và cả sự căng thẳng. Ist eher eine Art Statussymbol. Tschüss.
Cuộc sống hàng ngày của một vận động viên thể hình như tôi gồm cường độ luyện tập rất căng thẳng. Hầu như mỗi ngày tôi đều luyện tập. Điều quan trọng là bạn nạp đúng lượng dinh dưỡng giữa các khoảng thời gian luyện tập. Điều đó có nghĩa là tôi luôn lên kế hoạch cho các bữa ăn của mình. Tôi không thể đi đâu đó trong một ngày mà không nấu ăn trước. Vì thế, nếu biết sẽ phải ra ngoài vào ngày hôm sau, tôi phải mua và chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm trước. Thêm vào đó, tôi có rất nhiều việc phải làm trên mạng xã hội. Tôi còn tự thực hiện các video của mình trên YouTube. Tôi chưa từng gầy như thế này. Hãy nhìn xem. Ngày nay, rất nhiều người cho rằng cơ thể gầy rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi không tin vào điều đó. Tôi nghĩ việc luyện tập đã trở thành nguyên tắc hướng dẫn để có một cơ thể đẹp, nhất là đối với một phụ nữ trẻ, bởi việc tập luyện rất lý tưởng. Nó khác xa so với những bài tập thể dục thông thường. Fit for fun, fit for work, fit for life, fit for sex. Tập luyện vì niềm vui, vì công việc, vì cuộc sống và vì mọi thứ. Việc tập luyện có mối liên hệ chặt chẽ với lý thuyết về sự tiến hóa, sự sinh tồn dành cho những sinh vật thích ứng nhất. Điều này cũng hỗ trợ cho khái niệm cạnh tranh và thành công. I have some competitions coming up, and that means I'm on a diet. I have to eat less calories than I burn, and well, I eat really healthy. Tôi sẽ tham gia vài cuộc thi và điều đó đồng nghĩa tôi phải có chế độ ăn phù hợp. Lượng calorie nạp vào phải ít hơn lượng calorie tiêu thụ và chế độ ăn phải thật lành mạnh. Trước tiên bạn phải thực sự có động lực tập luyện khi lượng calorie dư thừa vẫn còn nhiều. Dần dần, lượng calorie này sẽ giảm khi cơ thể bạn thích ứng và mọi thứ sẽ trở nên ngày càng khó khăn hơn. Rất khó để phụ nữ duy trì một cơ thể có lượng mỡ thấp. Thực sự rất khó khăn khi tôi không thể ăn nhiều. Dĩ nhiên lúc nào tôi cũng cảm thấy đói và điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. I've somehow managed to force myself through my leg training and I did my cardio workout. I'm not even hungry, that's how angry I am. But I'm going to eat a little now anyway, because I still have to take in a fair bit of protein. Hôm nay là ngày thứ hai và tôi còn 6 ngày nữa. Hiện tâm trạng tôi không tốt. Tôi như đang phát điên và thậm chí không biết tại sao lại như thế nữa. Tôi cảm thấy như muốn khóc và không biết tại sao lại buộc bản thân mình lao vào luyện tập. Tôi thậm chí không đói và điều đó khiến tôi bực tức. Nhưng dù sao thì tôi cũng phải ăn chút gì đó bởi vẫn phải nạp vào một ít protein. Theo tôi tình trạng này là do cơ thể bị ép theo một chế độ luyện tập căng thẳng. Đó là cách tâm trí bạn phản ứng lại những gì cơ thể đang trải qua. Khi chúng ta xem cơ thể mình không khác gì một món đồ vật, những thứ chúng ta không có tình cảm hoặc chỉ xem như là công cụ để tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ người khác, khi đó chúng ta đang tự trách bản thân mình ra khỏi những cảm xúc. Tôi luôn bị thôi thúc phải ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi không so sánh bản thân mình với người khác mà chỉ muốn cải thiện bản thân mình. Khi không có giới hạn của việc tập luyện, bạn phải luôn cố gắng để hoàn thiện hơn và điều đó kéo dài vô tận. Tất cả các bài tập cho cơ thể đều được đền bù xứng đáng. Trước đây, vẻ đẹp tự nhiên là điều đáng mơ ước, nhưng có vẻ như giờ đây điều đó không còn nữa. Ngày nay, chúng ta đánh giá cao những người đầu tư vào việc tập luyện, thậm chí là phẫu thuật hay theo chế độ ăn nghiêm ngặt, những người tự kiểm soát và đo đạt chỉ số cơ thể mình. Đối với tôi, tất cả đều vì sự hãnh diện. Tôi đứng đó trên sân khấu và đôi giày cao gót. Để có được giây phút đó, bạn phải luyện tập cực lực và trình diễn
trước mọi người. Đối với tôi, đó là khoảnh khắc hạnh phúc thật sự. Tôi phải thừa nhận rằng không có sự cạnh tranh nào trong việc ai đó đạt được kết quả ấn tượng với chỉ số cơ thể họ. Những ai thực sự bỏ ra thời gian, sức lực và tiền bạc cho việc tập luyện, cơ thể họ sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Tôi tin rằng việc không thể duy trì chỉ số cơ thể vĩnh viễn khiến mọi người tiếp tục theo đuổi tập luyện. To me, it's a moment of pure happiness. Ein Glücksmoment eigentlich einfach. I have to admit, without a trace of envy, that some people achieve really impressive results with their bodies. Whoever actually spends that much time, energy and money on their bodies. Đối với bữa trưa tôi dùng 200 gram ức gà cùng ức chuông và hành tây. This ideal of it ever being possible to reach a state of permanency, or that I'm ever done working and can be happy, I don't think that ever happens, and I believe that is what keeps us stuck in this rat race. For lunch, I'm having 200 grams of chicken breast with bell peppers and red onions. Những mannequin với style không hiện diện khắp các cửa hàng thời trang. Ubiquitous size zero mannequins in the shop windows. Nếu chúng là người thật thì cân nặng của họ ở mức thấp đáng báo động, trong khi những hình nộm mẫu nam có cân nặng trung bình như người thật thì tại sao hình nộm mẫu nữ lại theo tiêu chuẩn khác? Nam giới thường được liên hệ đến những vấn đề lớn như việc hình thành thế giới hay lĩnh vực chính trị, trong khi phụ nữ thường được nhắc đến với tính chất gợi cảm và thiên về cảm xúc hơn. Họ cũng được cho là nên ở nhà làm công việc nội trợ. Tất cả những điều này được thể hiện qua những bức ảnh khiến mọi cô gái và phụ nữ đều ao ước và họ mong muốn mình cũng được như thế, trong khi bản thân họ không thú vị như những gì thể hiện. Tôi tin rằng chính mạng xã hội đã tạo nên sự mất cân bằng khi mọi người so sánh và cảm thấy xấu hổ khi mình không hoàn hảo. Here people are compared, rated and shamed. And I must add, there is a remarkable amount of shaming rituals on social media. Dass gerade in sozialen Medien unglaublich viele Beschämungsrituale auch vor sich gehen. Trong công việc bạn dễ dàng bị tấn công khi là phụ nữ. Trong trường hợp của tôi, khi đưa ra ý kiến, các đồng nghiệp nam không tranh luận mà chỉ nói là cô thật tệ và quá mũm mĩm. Họ xoáy vào cơ thể và giới tính của tôi. Chúng tôi quan sát những lời phỉ báng đối với phụ nữ trên mạng xã hội, những lời đe dọa mang tính sỉ nhục với mục đích lăng mạ và tấn công vào giới tính cũng như hạ thấp giá trị của họ bằng những nhận xét về giới tính. To devalue their femininity and to devalue their person with sexualizing remarks. The worst comment I ever received was, "You're subhuman. Why don't you become a stripper or a hooker and hang yourself?" And there are other people who write. Bình luận tồi tệ nhất mà tôi từng nhận được đó là cô không phải là con người sao, lại có thể làm nghề trình diễn này. Những người khác thì viết hãy triệt sản đi, hay bỏ tử cung đi, hay tôi sẽ đánh để cô ngưng viết những điều vô nghĩa, hay cô thật ngu ngốc, là kẻ chậm phát triển, vân vân. Tất cả những điều này không ảnh hưởng gì đến công việc của tôi. Tôi thường chia sẻ chụp màn hình những bình luận này. Đối với tôi, việc này rất quan trọng bởi tôi sẽ tìm được những người ủng hộ mình. Và từ đó, tôi tự nhủ không phải ai cũng có những bình luận ác ý. Có rất nhiều người có suy nghĩ tích cực và họ dễ dàng quên đi những bình luận chói tai. Sở dĩ có điều này là do người dùng mạng xã hội có thể ẩn danh và họ dễ dàng đưa ra ý kiến hay suy nghĩ của mình lên mạng. Opinion or thoughts onto the web and then move on. In einer Sekunde und dann weitermachen.
Hầu hết những bình luận ác ý đều xuất phát từ tính ghét phụ nữ. Khi nhìn những bình luận hàng học, bạn có thể thấy phần lớn là từ những người có suy nghĩ lo sợ phụ nữ là trung tâm thế giới. Họ giàu có hơn nam giới và đang chiếm lấy mọi thứ. Họ sợ rằng phụ nữ được giáo dục tốt hơn và chiếm lấy vị trí lãnh đạo trong kinh tế và chính trị. But that's what they fantasize. Theo tôi, mạng xã hội cũng giống như cặp đôi Barbie và Ken vậy, hoàn hảo và không tì vết. Làn da mịn màng, răng trắng như ngọc, bờ môi gợi cảm và đôi mắt quyến rũ. Những phụ nữ phía sau những chiếc mặt nạ xinh đẹp này là ai và thế giới họ đang sống là gì? Mùa hè năm ngoái tôi đã đến London. Tôi được giới thiệu với vài người. Một trong số đó là quản lý hay gì đó. Ông ta nói sẽ giúp tôi tìm việc để nâng cao hình ảnh của mình. Cách đây vài tháng tôi nhận được tin nhắn trong WhatsApp đề nghị tôi dùng bữa tối với một nam diễn viên nổi tiếng. Tôi được đề nghị số tiền lên đến hàng ngàn euro cho buổi gặp gỡ 2 giờ đồng hồ này. Khi tôi hỏi về cuộc gặp thì ông ta nói rằng tôi chỉ cần thân mật một cách tự nhiên và tôi nhận ra rằng đây là một cuộc gặp không bình thường. Tôi đã từ chối bởi công việc của tôi là một người mẫu. When I asked, he said I had to be okay with natural intimacy. That's when I realized this couldn't be normal. I said I was sorry that I wasn't an escort, I was a model. Es tut mir leid, ich bin kein Escort, ich bin ein Model. Tôi được biết có rất nhiều người mẫu đã làm công việc đó và họ xem đó là bình thường khi kiếm được hàng triệu đô. Điều này khiến tôi cảm thấy bị sốc. Ông ta còn bảo rằng tôi không thể đi đâu nếu không chấp nhận lời đề nghị ông ta đưa ra. Xinh đẹp không chỉ có nghĩa là bạn sẽ thành công mà còn khiến bạn bị quấy rầy và rất nhiều phụ nữ gặp trường hợp này. Tôi thường bị yêu cầu cởi áo ngực bởi họ nói điều đó cần thiết cho ảnh chân dung của tôi. Điều này khiến tôi luôn tự hỏi tại sao lại phải cởi bỏ áo ngực trong khi họ chụp ảnh gương mặt của tôi. Họ còn tìm cách thay đổi cho tôi như thế, đó là việc bình thường. Tôi đã không đồng ý để họ làm như thế. Vấn đề là rất nhiều công ty nhận thức rõ vấn đề nhưng họ đều phớt lờ. Trước khi đến London, tôi tìm đến một công ty người mẫu ở Munich và họ cho rằng hình thể của tôi không thích hợp tham gia tuần lễ thời trang London. Tôi không chấp nhận điều đó và cảm thấy tự tin với cơ thể của mình. Tuy nhiên, những nhận xét như vậy có thể làm bạn do dự. Bạn sẽ tự hỏi nền công nghiệp này có vấn đề gì? Bạn phải đặt câu hỏi về mọi thứ. Khi nhìn cách những bức ảnh của tôi được chụp, tất cả đều đã được tô vẽ, không có gì là thật cả. Khi nhìn những bức ảnh trong chiến dịch người mẫu của mình, tôi đã cho rằng đó không phải là tôi sau nhiều giờ hóa trang và chỉnh sửa. Tôi biết rõ những gì đang diễn ra phía sau những bức ảnh đó. Điều này cũng giống những bức ảnh tự sướng của tôi. Tôi đã sử dụng rất nhiều thao tác chỉnh sửa cho những bức ảnh đó và khi nhìn lại, tôi cũng không nhận ra chính mình. Rất nhiều người theo dõi những trang Instagram hoàn hảo này bởi nó giống như một giấc mơ, một thế giới đáng để theo đuổi. Vấn đề ở đây là chúng ta không thể theo đuổi nó bởi nó không hề tồn tại.
Hiện tại tôi lại thích những bức ảnh chân thực hơn. Việc tôi đăng những bức ảnh thực của mình rất quan trọng đối với tôi và những người theo dõi mình. Họ đánh giá cao điều đó. Tôi cho rằng những bức ảnh đã qua chỉnh sửa không hề thật. Tôi không chắc những người này có nhận ra tác động mà bức ảnh đó gây ra hay không, và nếu nó thực sự tác động đến những người trẻ, thực sự rất nguy hiểm. Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất quan trọng nhưng đã không được thảo luận đầy đủ trong xã hội. And I think it's a crucial topic that isn't being discussed enough in our society. Trong thời đại truyền thông xã hội, thậm chí không cần đến một người trang điểm chuyên nghiệp cũng có thể đánh lừa bạn qua những bức ảnh hoàn hảo. Từng bức ảnh đều được chỉnh sửa bằng kỹ thuật số. Những ứng dụng làm đẹp trên điện thoại thông minh khiến cơ hội trở thành người mẫu càng lớn. Chúng ta có thể làm cho đôi mắt to hơn, mũi nhỏ hơn, đôi môi đầy đặn hơn, xương gò má cao hơn, khuôn mặt thon gọn hơn và làn da thêm hoàn hảo hơn. Tất cả chỉ bằng một cú click chuột. Những nhà quảng cáo mới của ngành công nghiệp này còn được gọi là những người có tầm ảnh hưởng. Với hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram, Jenny còn có lượng người đăng ký cao hơn cả một số nhật báo. Các công ty sử dụng những ngôi sao mạng như cô để quảng cáo sản phẩm và kiếm rất nhiều tiền. Và Jenny không thể làm gì khác ngoài việc phải trông thật hoàn hảo. Instagram là một tác phẩm nghệ thuật và tôi đăng ảnh để kết nối với mọi người. Dĩ nhiên, khi đăng ảnh, tôi đã chỉnh sửa các nút mụn. Bạn sẽ cảm thấy việc chỉnh sửa này là bình thường bởi nó mang đến thái độ tích cực cho mọi người. Tôi vốn rất thường nổi mụn nhưng mọi người sẽ không quan tâm đến việc tại sao tôi lại nổi mụn như thế, mà chỉ không để ý đến tôi nữa nếu bản thân tôi là người không biết chăm sóc bản thân mình. Và dĩ nhiên tôi sẽ che giấu những nốt mụn của mình. Chỉ khi bạn không phải đáp ứng các tiêu chuẩn xã hội, bạn có thể để mọi người nhìn khía cạnh thực tế của mình. Dù cho tôi có theo đuổi ý tưởng phải là chính mình và yêu lấy bản thân dù bạn có là ai đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy mạo hiểm bởi tôi có một lượng lớn khán giả đang theo dõi mình. Và điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi luôn ngồi cách xa máy quay để mọi người không nhìn thấy mụn của mình. Dù cách này hay là cách khác, tôi vẫn muốn mình thật nổi bật giữa đám đông. Với hệ thống truyền thông mới, chúng ta không còn có thể nhận biết tính cách một người qua gương mặt của họ nữa. Chúng ta chấp nhận gương mặt mình bị đem ra bình phẩm. Đó là điều trước đây không hề có. Chúng ta nhận được phản hồi khi mọi người bảo rằng hôm nay trông có vẻ tuyệt hay những hôm khác thì lại không. Việc bị người khác phán xét có thể nguy hiểm khi tạo áp lực cho những người trẻ. Or not so good on others. But the risk of constantly being judged by others, perhaps even groups of others, or compared to them, may be putting the wrong kind of pressure on young people who are exposed to that. Nếu tôi ra ngoài mà không trang điểm hay quay video mà không cần ánh đèn, tôi có thể tạo ra một suy nghĩ tích cực cho nhiều người về vẻ bên ngoài của mình. Tuy nhiên, tôi lại không thể làm điều đó về lâu dài, vì như thế thì tôi không thể tiếp tục làm việc cho công ty của mình nữa. I wouldn't fit the mold, meaning I wouldn't be able to keep working with the companies I do. Und nicht mit den Unternehmen arbeiten kann, weil, ja. Shine bright like a diamond.
Tôi tin rằng nỗi ám ảnh về những con số có liên quan đến xã hội tư bản khi mọi thứ đều được đánh giá qua việc phải kiếm nhiều tiền hơn, có được sự chú ý nhiều hơn. Trong xã hội truyền thông, điều này được đánh giá qua việc bạn có nhiều sự yêu thích hơn và việc đánh giá này rất mơ hồ. I find this kind of quantification very problematic because it endangers quality. Chiếc áo này size M, mình thích mặc thoải mái hơn. Phần bên áo này được mở rộng để bạn có thể mặc áo trong màu nổi bật. Chiếc áo này rất thoải mái khi mặc đi du lịch hay là bạn kết hợp cùng quần short như thế này nữa. Tôi nghĩ không còn cách nào khác. Công việc tạo ra những người như thế và bạn sẽ không có lợi khi là chính mình, vì như thế sẽ không tạo ra hình ảnh lý tưởng trên Instagram. Dĩ nhiên họ kiếm được tiền từ những hình ảnh đó và chúng tôi buộc phải theo dù không muốn. Cũng như tôn giáo, ngành công nghiệp quảng cáo cần làm cho khách hàng theo đuổi đam mê, hạnh phúc, vẻ đẹp và tình yêu là những thứ có thể kéo dài mãi nhưng cũng có thể biến mất trong chớp mắt. Sự tiêu thụ những sản phẩm làm đẹp cho cơ thể giúp cho thị trường của những sản phẩm này không ngừng phát triển. Constant consumption-oriented tampering with our bodies is supposed to remind us of that, and that's how the market for these products is developed. Entwicklung dieser Produkte. Zeig mir den Staub im Flur, ich mach die Augen zu schön. Ngành công nghiệp làm đẹp luôn phát triển. Ngành này liên tục tạo ra những xu hướng mới, không đau, không quá đắt để khách hàng hoàn thiện mình. Ich bin ein Phänomen, ich bin 10 von 10, geometrisch perfekt wie ein Lego-Face. Ich hab den YouTuber-Look wie dem Bucher gedruckt. Jeden Tag fress ich ein neues Beauty-Produkt. Ich schütze mich, denn ich lese nie die Preisschilder. Sie dulden keine negativen Vibes-Bilder und sie dulden keine Gesichtsfalten. Michael Jackson-Style, ich muss Schritt halten. Also trage ich noch mehr Schichten auf, wer will schon eine ehrliche Haut? Mein Lieblingsrohstoff, Botox. Ich hole alle Preise, sie nennen mich Hohlkopf. Ey, yo, Spieglein, Spieglein im Handy, sag mir, bin ich der King? Es gibt ja einige Gegenbewegungen. Có một số xu hướng giới thiệu những cơ thể tự nhiên không qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là một chiêu thức tiếp thị. Ngay cả những nhãn hiệu quảng cáo về những cơ thể đẹp tự nhiên cũng đang bán thứ gì đó. Bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy rất nhiều quảng cáo đa dạng trên mạng xã hội, những cơ thể quá khổ, đẫm mồ hôi, vạm vỡ hay là nhỏ bé. Chúng ta có thể phơi bày mọi loại cơ thể cùng với những loại sản phẩm giúp họ đẹp và quyến rũ hơn. Không đồng nhất và hãy là chính mình. Chúng tôi muốn ngày càng có nhiều phụ nữ đi ngược lại đám đông. Càng nhiều phụ nữ tự tin trước đám đông và càng nhiều phụ nữ hãnh diện về cơ thể của mình. Họ, những kẻ nổi loạn, đầy tự tin về những gì mình có thể làm. Những phụ nữ đầy tự tin trước những lời nhạo báng tấn công. Tôi đã mất một thời gian dài để tìm kiếm vai trò của mình trong xã hội. Là một nữ nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc hip-hop, tôi thường đến trung tâm ghi âm. Để đến đó thì tôi phải đi qua một công viên. Rất nhiều người đã ở đó nhìn tôi và chỉ trích bởi tôi thường mặc quần ống rộng. Tuy nhiên, tôi tự nhủ đến lúc nào đó họ sẽ hiểu tại sao tôi lại mặc như thế. Nếu mọi người chấp nhận và nói rằng bạn trông thật ấn tượng theo cách của bạn, có lẽ tôi sẽ rất yêu thích bản thân mình. Tuy nhiên, ở tuổi 14-15, tôi luôn bị chỉ trích. Tôi bắt đầu tự hỏi mình có đẹp hay không. Nếu bạn không được công nhận thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ và bạn sẽ chìm trong cuộc chiến với chính bản thân mình. Tóc bạn ngắn không có nghĩa là bạn không nữ tính. Tôi biết rất nhiều phụ nữ đội khăn trùm đầu. Họ rất mạnh mẽ. Mẹ của tôi cũng đội khăn trùm đầu và lái xe đấy thôi. Bà ấy rất mạnh mẽ.
Vậy thì nữ tính có ý nghĩa gì? Hình ảnh này không hề thích hợp với nữ tính. Nhưng sự thật thì mẹ tôi vẫn là một người phụ nữ. Tôi nhận thấy mạng xã hội chính là không gian công cộng thứ hai của chúng ta, khi chúng ta dành thời gian trên mạng còn nhiều hơn cả ngoài đời thực, bởi nơi đó có bạn bè. Việc xây dựng mối quan hệ xã hội ngoài đời thực rất quan trọng. Bạn cần đầu tư nhiều năng lượng để cải thiện các mối quan hệ. Ngoài ra, bạn cũng được trải nghiệm những thú vui mới không có trên mạng. Tôi chỉ dùng mạng xã hội như là nguồn tìm kiếm thông tin hay trao đổi với bạn bè, mà không cần phải thực sự bước vào một không gian rộng lớn không thể kiểm soát được. Và nếu có thì bạn cần phải thật cẩn thận và biết rõ mình được phép ở trong môi trường đó nhiều hay ít. Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Nếu muốn thay đổi thì mọi thứ, mọi người phải cùng hành động. Tôi sẽ không đăng tải những bức ảnh có vấn đề, bởi nếu làm như thế thì mọi người sẽ làm theo và đó là lỗi của tôi. It also means really experiencing something meaningful in real life, developing hobbies, exploring interests beyond the media. I could use the media as a source of information or to chat with my friends, but I shouldn't necessarily enter a space so huge I can't keep an overview anymore. And if I do, I should at least do it carefully and be more aware of how much of myself I allow into that space. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy những biến động bên trong. Mẹ tôi bảo bà không biết cảm giác về những biến động bên trong đó là như thế nào, bởi vào thời của bà thì chưa có những bức ảnh trên mạng xã hội. Tôi tin rằng bà nói đúng. Chúng ta đều có những mối lo lắng khi phải tự đấu tranh với bản thân mình. Chúng ta luôn muốn thay đổi bản thân để thích ứng với những hình ảnh mới. Chúng ta thường có khuynh hướng chạy theo những tiêu chuẩn về cái đẹp do những người chúng ta quen biết đề ra, và khuynh hướng này khiến chúng ta bị áp lực và căng thẳng. Nếu theo dõi những người chúng ta biết, chúng ta sẽ nhận ra rằng họ đều có nét khác biệt của riêng mình. Họ cho chúng ta thấy họ là người rất thú vị để cùng chuyện trò. They live differently. I believe this inner agitation also has a lot to do with the fact that we all struggle with ourselves. We always want to change ourselves to adapt to these images. We need new. Người Thổ Nhĩ Kỳ có câu nói rằng họ chỉ cho đứa bé ăn khi nó khóc. Chúng ta cần phải khóc. Chúng ta cần phải nói ra những gì mình cần, bởi nếu không họ sẽ nghĩ chúng ta đều ổn. Tôi cảm thấy mình yếu kém về nhiều thứ. Tôi không thể nói rằng lúc nào mình cũng mạnh mẽ. Có những lúc tôi gặp khó khăn và có những thứ khiến tôi mạnh mẽ, và nhạc rap chính là sức mạnh của tôi. Căng thẳng tâm lý thực sự gia tăng khi tôi nghĩ mình không đủ quan trọng, không đủ thú vị và không đủ xuất sắc. Đó là lúc tôi tìm cách trở thành một con người hoàn toàn khác, và đó chính là lúc thảm kịch bắt đầu. Hiện tại tôi cảm thấy mình xinh đẹp theo cách của riêng tôi. Tôi cảm thấy thoải mái về bản thân mình, đầy hấp dẫn và cuốn hút. Tôi có thể trông xinh đẹp với bộ cánh, hình ảnh và phong cách khác, nhưng khi đó thì tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc, bởi đó không còn là tôi. Tôi nghĩ chúng ta không nên quá lên án cách truyền thông tác động đến cơ thể mình. Có thể đó là một hình thức thu phục, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp nhận điều này, bởi về bản chất thì chúng ta vẫn thích ăn mặc và trang điểm đẹp. Vấn đề đặt ra là làm cách nào chúng ta tiếp nhận thông tin đó một cách tự chủ và có lợi. The psychological strain actually arises when I think I'm not important enough. Tôi không bao giờ bị lôi kéo bởi người khác, nhưng cũng không hoàn toàn tự quyết phong cách của mình. Vì thế, thật tuyệt vời nếu bạn có thể cân bằng giữa hai yếu tố này. Tôi muốn những cô gái trẻ có thể đề ra những nguyên tắc của riêng họ ở mức độ nào đó. Điều quan trọng là bạn phải đề cập đến vấn đề của mình. I might also look nice in different clothes and with a different image and style. Maybe I'd be pretty then too. But I'd never be happy, because that wouldn't be me. (laughs)
Chúng ta hãy quan sát lẫn nhau giữa các thành viên trong cùng một nhóm. Tôi tin vào sức mạnh của thế hệ trẻ và tin rằng họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. The question is, how can we handle it in a way that's self-determined and beneficial to us? Từ giờ đến khi qua đời, tôi vẫn sống với cơ thể này và nó cần sự chăm sóc của tôi. Tôi thực sự biết ơn cơ thể của mình. Chúng ta cần nuôi dưỡng tâm hồn với những cảm xúc tích cực. Không có gì là dễ dàng cả. I still believe in the strength of our young generation, and I believe they can support each other. Chúng ta hãy sống và tự tin với cơ thể của mình. Hãy luôn sống lạc quan. We need food for our soul in the sense of emotional care. That always means having a positive relationship with myself. Với những ai có thể tìm thấy cả vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài của mình, đều đã có sự nỗ lực rất lớn. Vẻ đẹp không chỉ nằm ở lòng da, mà cả sâu trong tâm hồn của bạn.